bạn đã đến với kênh của Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao trên sân cỏ thế giới. Nếu bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu như thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Trong các trận đấu, để ghi được bàn thắng trước sự phòng ngự kín kẽ của đối phương quả thực không phải là điều dễ dàng, phải nhờ đến sự dàn xếp hợp lý từ chiến thuật hoặc những pha đột biến của các cá nhân ngôi sao thì đường tới khung thành đối thủ mới thực sự dễ dàng. Hôm nay hãy cùng chúng tôi xem lại những bàn thắng thông minh khéo léo khiến đối thủ hoang mang. Tiền đạo tân binh Memphis Depay lại ghi bàn mở tỷ số giúp Barca hạ chủ nhà Stuttgart 3-0 trong trận giao hữu hôm 31 tháng 7 vừa qua. Anh ghi bàn khi nhận đường chuyền bóng từ giữa sân của Frankie de Jong. Sau cú đỡ bóng bằng chân trái, tiền đạo người Hà Lan tung bóng bằng chân phải để loại một hậu vệ Stuttgart rồi vô lê vào giữa khung thành. Đây là bàn thắng thứ hai của Depay qua hai trận mở màn cho Barca. Đây là một trận đấu chói sáng của Neymar cho Barca khi phải đối đầu với Juventus. Sau khi mở tỷ số bằng pha di chuyển và phối hợp thông minh, Neymar đã hoàn tất cú đúp của mình bằng pha solo qua 5 cầu thủ đối phương ngay trong vòng cấm và sút tung lưới của Buffon. Trận đấu này, Neymar tiếp tục thu hút người xem bằng màn trình diễn tuyệt vời của mình. Đầy ngẫu hứng và bản năng, Ronaldinho thực hiện cú sút bằng một điệu nhảy. Anh lắc lư chiếc chân phải, chân trái làm trụ, mọi thứ từ cổ chân, đầu gối, tay và hông chuyển động nhịp nhàng. Cả hàng phòng ngự bất động, chỉ biết nhìn vào cách anh giữ bóng. Ronaldinho dừng lại một chút, sau đó không cần lấy đà, anh cứa nhanh một đường bóng vào góc chế khung thành. Cú ra chân nhanh đến nỗi mà không có ai ở giữa anh và khung thành kịp phản ứng và ngăn chặn. Dù đưa ra sân không ít ngôi sao, nhưng Juventus thực sự gặp khó khăn với lối chơi phòng ngự chủ động của đội bóng đang thi đấu ở Serie C là Triestina. Phải chờ tới phút 39, thế quân bình của trận đấu mới bị phá vỡ. Xuất phát từ đường chọc khe của Federico Bernardeschi, Paulo Dybala ngoặt bóng khéo léo, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi lốp bóng qua đầu thủ môn Daniel Offredi. Siêu phẩm này của Dybala đã giúp Juve giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Triestina. Pha đánh gót này đã khiến hậu vệ đối phương quá bất ngờ và không thể làm gì hơn để ngăn cản. Từ pha chuyền vào của đồng đội, cầu thủ này đã thực hiện cú ngã người, đồng thời thực hiện pha đánh gót cực kỳ nhạy cảm, đưa bóng vào góc cao khung thành. Đến cả thủ môn cũng không kịp phản ứng trước pha đánh gót một chạm quá tinh tế này. To say I wouldn't change it.
Olivier Giroud luôn biết cách khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm tên anh cùng những siêu phẩm bóng đá. Trong trận bán kết FA Cup giữa Chelsea và Southampton, Giroud lại khiến cầu trường dậy sóng với pha xử lý đẳng cấp vượt qua 5 cầu thủ, bao gồm cả thủ môn trong khu vực 5m50 trước khi ghi bàn. Bàn thắng này không chỉ đẹp mắt mà còn giúp Chelsea khơi thông thế bế tắc, qua đó giành chiến thắng chung cuộc trong trận bán kết còn lại của FA Cup 2017-2018. Là một sát thủ thực sự trong vòng cấm, những pha độc diễn như thế này là thứ khiến Cavani trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết đối với hàng thủ đối phương. Tình huống này là một khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao người Uruguay. Anh đi bóng cực kỳ khéo léo, vượt qua sự truy cản của các hậu vệ đối phương, vượt qua cả thủ môn trước khi làm tung lưới đối thủ bằng một cú sút gọn gàng ở góc hẹp. Đây được coi là một trong những bàn thắng đẹp nhất của Cavani cho câu lạc bộ PSG. Pha bóng này của Messi đã thể hiện rõ phẩm chất thiên tài của một ngôi sao sân cỏ. Sau cú đỡ bóng hoàn hảo, loại bỏ sự áp sát của một cầu thủ đối phương là một chuỗi các pha xử lý bóng để qua người rất tinh tế. Đồng thời, anh cũng thể hiện khả năng giữ thăng bằng cực kỳ tốt để có cú dứt điểm cuối cùng bằng chân phải đánh bại thủ môn đối phương. Lamela khiến làng bóng đá phải sững sờ với siêu phẩm Rabona vào lưới Arsenal trong trận derby London tại vòng 28 Ngoại hạng Anh. Rabona đòi hỏi kỹ thuật, sự chính xác, kết hợp tốc độ và thời điểm. Nhưng bàn thắng của Lamela vào lưới Arsenal lại ở một tư thế rất khó, bởi khi đó trước mặt anh là ba hậu vệ của pháo thủ. Chỉ trong tích tắc, Lamela đã vẽ một đường cong mềm mại, trái bóng như được lập trình đi sát mặt đất, qua đôi chân của Partey và khiến thủ thành Bellerin bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua. Marcelo đã khiến nhiều người phải thán phục khi có màn solo rồi ghi bàn cực đỉnh giúp Real Madrid thắng Galatasaray 2-1 để giành cúp Bernabeu vào năm 2015. Phút 81, hậu vệ người Brazil đã tự tin cầm bóng từ cánh trái, đi bóng vượt qua 3 cầu thủ Galatasaray rồi dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng cho đội bóng Hoàng gia. Trong số các hậu vệ thế giới hiện nay, thật khó để có thể tìm ra được người có kỹ thuật đỉnh cao của một tiền đạo như Marcelo. Vừa rồi là những bàn thắng đến từ những đôi chân cực kỳ khéo léo của các ngôi sao sân cỏ thế giới. Các ngôi sao luôn biết cách để tạo ra dấu ấn riêng, và với họ, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, họ sẽ khiến cả thế giới phải nhắc đến mãi mãi bởi những siêu phẩm họ tạo ra. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh. Hãy để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!